gần gần cuối nè, từ từ mà kéo này, bụp xuống. Đây, đây thiếu chút. Đó, chỗ này nha, nó không mà lúc mà mình ở vú nó không bị tè le ra thì mình đi cái đường chỗ da nè. Làm xong thì phải rửa cọ liền nha, không thì bột nó dính vô là hư cái cọ luôn. À, trước khi mà mình rửa mình tẻ tẻ da tay ta ra nè, thì lúc mình rửa vô tay cái móng khỏi vô da ta chảy máu. Nhiều người mới làm rửa là tét máu khắp luôn. À, mình để ngón tay của mình ở dưới đây thì cái cạnh bên này nó sắc này, nó không có vô tay người ta. Đừng có chà nhiều một lúc, chà nhiều lúc là nó nóng cái tay của ta lắm. Cứ à, bây giờ quá. Đi hết móng chứ. Không có giữa một lúc một chỗ, người ta sẽ bị rất là nóng cái ngón tay. Cuối cùng cho nó bóng mịn, mình có thể dùng cái giữa mịn nhưng mà giữa này đẹp hơn. Còn trắng vậy á là nó còn ấy. Bôi alcohol.